Tiêu đã thấy bạn sexy rồi các bạn ơi. Các bạn đã thấy được cảnh hot nhất của siêu diễn viên nhí Việt Nam. Biết thổi còi để làm gì không? Hồi tôi sẽ gọi các bạn giống như là gọi rái cá vậy. Hôm nay là Tiêu đã đem theo cây còi gọi rái cá rồi nè. Ồ, cái này là đồ của bạn người cá Julie tặng cho Tiêu. Ồ, bạn người cá Julie có khắc tên Tiêu lên trên cái này nữa nè. Bạn người cá Julie là người cá tặng quà cho Tiêu nhiều nhất á. Tặng cho tôi cái nhà hả? Tôi sẽ bán nhà đó để đi thả thú. Bán nhà là bé sẽ tịch thu lại rồi. Hello. Ê, cứ quay mà. Hello này. Bên chào các bạn đi. Chào các bạn đi. Đây là sự kiện người cá tầm 17. Có quên. Xin chào, bạn là bên tên gì đây? Chính là người cá mới. Bạn tên gì? Hôm nay bạn học lớp mấy? Ok. Xin chào, bạn tên là gì? Ồ, cũng nói danh dữ. Dạ. Xin chào bạn tên là gì? Các bạn người cá tập hợp lại đây đông đủ hết chưa nè? Rồi, ở đây là hôm nay tôi thấy có nhiều gương mặt người cá mới xuất hiện nha. Cái gì vậy? Đang quay chưa có mặc cái đuôi. Ồ ha, rồi được rồi, bạn này đuôi đang trên đường đến. Rồi bây giờ giới thiệu em tên gì? Tên Mi. Bạn người cá này tên Mi, mấy em nhớ nha. Mi hả? Rồi bạn người cá này tên gì? Hả? Nhi. Người cá Nhi, em tên gì? Em tên Anh. Người cá Anh. Em tên là Linh. Tưởng người cá chị chứ. Em tên Linh đúng không? Người cá Linh. Rồi em tên gì? Đúng rồi, người cá Iris. Rồi người cá gì? Người cá Benjamin. Người cá Ben. Benjamin là người cá gì đây? Người cá. Nó quá quen thuộc với mấy bạn rồi. Hỏi cần nói cũng biết tên rồi ha. Quá quen thuộc luôn rồi. Là người cá gì đây? Khánh. Người cá Khánh. Còn em? Em tên là Thư. Rồi, ở đây là có người cá Thư, là người cá mới nè. Là người cá Linh nè, người cá Anh nè, người cá Nhi nè. Là những bạn người cá mới. Còn em? Gì nữa? Người cá mặc đồ luôn. Chưa mặc đồ vô, biến hình người cá hả? Vậy thôi, khoan kể tên em vô ha. Rồi, ở đây là những bạn người cá là đã tập cái bài khởi động căn bản để bơi người cá. Rồi, ai đã tập rồi, giơ tay lên cho tôi xem. Bạn này, bạn kia. Kết thân với một bạn người cá đi để hồi hướng dẫn các bạn bơi. Đúng rồi, các em cứ hợp lại đồng đội đi để hồi mình còn thi trò chơi với nhau nữa. Sao cái đùi nó tới lâu? Chọn đồng đội đi. Sao cái đùi nó tới lâu? Rồi, bạn Anh và bạn My sẽ là một đội nha. Rồi em, đội của em đâu? Ủa chưa quay hả Taeun? Em với bạn này là một đội ha. Taeun, hình như cái này hết pin rồi sao? Lên quay. Rồi ai? Em đồng đội của em là ai? Em chọn đi. Abraham với Bentley. Ai sẽ làm đồng đội với bạn này? Vậy thôi, hồi bạn Luna ra là bạn sẽ làm đồng đội với em nha. Rồi bạn Nhi với bạn Iris là chung một đội nha. Rồi, mấy bạn lại ngồi xích đây tôi hướng dẫn. Rồi bây giờ những bạn người cá mới sẽ tập khởi động cùng với người cá cũ thì các bạn sẽ đứng lên. Là gì? Em là người cá gì mà em chưa là được mà. Không.
cá cũ có nhớ cái bài tập khởi động Love the Tree không? Yêu cây xanh không? Rồi, bây giờ anh khoai khoai em nói đi. Hả, nói đi. Thì sao? Là em không muốn bơi với bạn nào hết hả? Em phải kiếm đi chung với mấy người cá hối chứ. Em phải kiếm một bạn để cho anh Ninh cùng. Ôi vậy là bây giờ rồi, bây giờ vô với bạn Ben đi. Chín thì có được quà không Leon? Có chứ. Yeah, được quà. Rồi bây giờ đứng lên tập bài khởi động Love the Tree này, làm giống Theon nha. Cùng nâng tay lên cao, giơ hai tay. Rồi khép sát hai chân lại nha. Gập gối lại, hả miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại. Nâng eo lên, duỗi thẳng người ra. Vẫn còn nín thở đúng không? Rồi thở ra bằng mũi. Luna, anh giao bạn người cá cái gì tô quân thôi. Anh giao bạn người cá Linh cho em nha Luna. Luna và Linh là một cặp. Em sẽ hướng dẫn cho bạn tập bài khởi động Love the Tree cho đúng cách nha. Rồi anh sẽ cho các em thi với nhau coi ai làm đúng nhất. Hai người đối diện nhau đi. Để tay lên nhau vậy nè. Đó đúng rồi, để hai tay chạm vô nhau. Rồi bắt đầu Love the Tree nè. 1, 2, 3. Đúng rồi. Co gói cùng một lúc luôn. Đúng rồi, co gói cùng một lúc luôn. Làm. Gặp lại đều nhau luôn. Đó. Đó. Còn em? Em sợ mấy người. Còn em hay quá ha. Em đứng gần Theon em không tập mà em tuột da đuôi của Theon xuống hả? Em lạnh quá hả? Đứng lên tập nhịn vô tay Theon. Em đừng có chịu mấy quay luôn. Em sợ mấy quay. Rồi em sợ hả? Rồi gặp gối lại, hả miệng ra hít hơi vào. Gặp gối lại. Hả miệng ra hít hơi vào. Rồi nâng eo lên, duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi, ngậm miệng lại, thở ra bằng mũi nhớ nha. Rồi tập đi. Ok. Bắt đầu thi chấm điểm. Anh sẽ chấm điểm đội này trước. Rồi em làm đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vội dữ vậy mấy cưng. Gặp gối lại, hạ miệng ra, hít hơi vào. Giữ thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Rồi cho đội này 8 điểm. Rồi bắt đầu tiếp đội này. Hả miệng ra, hít hơi vào, nâng eo lên cùng một lúc. Rồi duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Nâng eo lên. Gập gối lại, rồi nâng eo lên, nâng cái mông lên nè. Đó, được hơn rồi đó. Rồi, cho đội này 8 điểm luôn. Luna và Linh bắt đầu 1, 2, 3. Wow. Hay dữ ha. Luna chỉ bạn top đó, đúng rồi, bạn biết nâng cái eo lên, nâng cái mông lên vậy là top đó. Rồi, cho 9 điểm. Rồi hai đội này làm đều luôn. À, top tiếp. Tiếp. Bạn ơi, bạn Luna lâu quá. Luna kìa. Lộn cái bạn gì. Rồi, top luôn cho 9 điểm. Rồi còn đội nào nữa? Rồi hai em vô làm. Hai đứa con trai nhoi nhất đám. Trời. Nâng cái eo lên các bên. Nâng cái mông lên. Rồi duỗi thẳng người ra. Rồi đội này làm không có đều lắm, anh sẽ cho 8 điểm. Ra đây tập bài khởi động tiếp theo nha. Ra ngồi ngay cái chỗ bậc thềm. Anh thông báo anh đang bị cái con cá này nó bám vô cái giò anh đi không được.
cứu tôi với. Quỳnh Anh ơi, cứu anh. Quỳnh Anh phải cứu anh mới được. À, bạn người cá Candy vô rồi kìa. Người cá Candy lẹ xuống luôn. Thôi anh sẽ cho người cá Candy kèm cho em bơi. Ok. Rồi. Anh ơi, vậy anh có training không? Có training đó là kèm đó. Giờ xuống đây tập cái khởi động ở đây nè. Ai? Đúng rồi. Ủa anh vậy training này. Nó bên nè. Bên luôn. Hả? Em training bên sao được? Ủa tiêu anh. Bắt đầu chúng ta sẽ ngồi ở cái bậc thềm bên đây nè. Cái bên 500m hả anh Tiêu? Bên lên đá rồi bơi xuống. Bên lên đó rồi bơi xuống. Ủa anh? Chỉ có được 500m. Ừ, được 80m rồi. Anh ơi, em chạy à, em chỉ rồi. Anh em chạy. Ôi, em không chỉ bị đâu, em biết rồi. Em với Ben vô một đội. Chỉ rồi. Qua đây ngồi nè mấy em. Ngồi cái chỗ đó, đó nó dễ bị cứng cái đầu gối mình vô cái thềm là bị trầy chân nha. Cẩn thận á. Ngồi lên đây nè. Ngồi lên đây xoay người ra hết. Nhanh lên. Em ngồi lên, mấy bạn không biết bơi anh phải kèm mấy bạn. Ngồi. Em bơi chung. Ngồi xích ra. Đội nào ngồi vô đội đó. Mấy em mà kèm bạn nào thì ngồi kế bạn đó. Ôi, em không kèm bạn bên đâu, em muốn kèm mấy bạn kế cơ. Bạn biết bơi rồi mà kèm gì nữa rồi. Đợi xíu. Rồi em lên ngồi hết, ngồi hết. Bạn biết bơi em kèm gì. Qua đây lên. Ai kèm em thì ngồi kế người đó nha. Em kèm bạn kia kìa. Bạn nó chưa có đuôi. Đợi xíu. Đuôi của Tion á. Đuôi của tiên cá. Đuôi của tiên cá thiết kế đẹp không? Rồi những bạn nào kèm nhau thì ngồi kế bên hết đi. Em ngồi xích qua cho bạn ngồi. Ổn định vị trí hết nha mấy em. Mày biết bơi em kiện gì à? Anh luôn. Trật tự. Hôm nay quà là một chiếc máy bay trực thăng với một chiếc xe hơi điều khiển từ xa đó. Ôi, cái gì cho mấy cái bạn có level hay là mấy bạn mới? Thì nó là phần quà dành kèm cho những bạn. Em đi rồi. Ê, hôm nay là hai rồi mấy bạn. Bạn còn lại là nữ hết đó. Chính xác. Mấy bạn được kèm để hồi bơi tốt là được quà, nói chung là như vậy. Thôi em sẽ kèm cho bạn Quỳnh Anh nha. Bạn Quỳnh Anh là cái bạn chưa có đuôi á. Quỳnh Anh, nhớ hồi có đuôi là lại bạn Candy kèm cho em nha Quỳnh Anh. Ok. Anh ơi, hôm nay sao có em với lại em rồi nè. Rồi bây giờ tập nè. Các em cùng nhau nâng đuôi lên. Nâng đuôi lên hết. Nghe rõ không mấy em? Mấy em nâng đuôi lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Nín thở lại. Đếm 1, 2, 3. Hạ đuôi xuống, thở nhẹ ra bằng mũi. Tạo ra hai lốc xoáy bơi trong nước nha. Bạn nào làm không được thì hỏi cái bạn hỗ trợ mình giúp đỡ. Rồi em nè, anh làm mẫu. Nâng đuôi lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Được không? Rồi em kèm cho bạn làm được. Không có co đầu gối lại nha. Em kèm cho bạn Ben làm đúng nha Abraham. Tiếp đi. Tập tiếp để hồi anh còn kiểm tra nữa.
phải. Em thấy ở đường. Chính xác. Đó hay phải được, đó hay phải được. Làm đi, em kiểm tra nha. Hồi anh kiểm tra, hai em phải tạo ra hai lớp sấy bơi đều nhau. Ok. Hai em mà làm sao ra được bốn cái lốc xoáy bơi đều đẹp song song với nhau là thắng. Lốc xoáy phải quay được lâu trong nước là thắng. Em tạo lốc xoáy đẹp đó, cố gắng tiếp. Hai em là cùng nâng chân lên một lúc nè, thả miệng ra hít hơi vào một lúc nè, hạ đuôi xuống thở ra bằng mũi, tạo ra bốn lốc xoáy nè đều đẹp là thắng nha. Đừng có bị nghiêng cái đuôi cá của mình. Cái đuôi cá phải thẳng ngay giữa hai chân của mình, khép sát lại, hạ đuôi xuống thở ra bằng mũi, hai lốc xoáy nè. Rồi tới phiên hai em này. Em không có chỗ ngồi hả? Mấy bạn ngồi xích qua cho bạn ngồi với. Ngồi xích qua nha. Rồi. Rồi mấy bạn mới cũng sắp vô nó rồi kìa. Rồi, tập nha mấy em. Rồi hồi 5 phút nữa anh kiểm tra nha. Trên bàn á. Màu xám là ống thở xịn nhất. Trên bàn anh để ngay chỗ chiếc máy bay và chiếc xe hơi á. Tạm biệt người cá thư nha. Người cá thư về quá sớm bởi vì bạn ấy phải về tới Đồng Nai lận. Thôi, những bạn chơi tới cuộc thi cuối cùng nên mới có cơ hội tặng quà, còn về giữa chừng là không có tặng quà. Em tự kiếm một người cá để kèm. Em với bạn này không? Hai em với nhau không? Tài với bạn này nha. Ok. Được không? Ba, năm, bảy. Rồi. Tion bắt đầu thổi còi lên nha. Rồi bắt đầu vô cuộc thi. Tạo hai lốc xoáy trong nước. Rồi bắt đầu. Bên đây làm trước, tạo hai lốc xoáy trong nước cho Tion qua trước. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra hít hơi vào, hạ đuôi xuống thở ra bằng mũi. Làm như vậy 3 lần cho anh. Rồi, dừng lại. Hai em cho điểm là điểm 6. Hai em chỉ được 6 điểm thôi bởi vì tạo không ra được hai lớp sấy bơi đều trong nước. Bây giờ anh hướng dẫn lại cho em kỹ thuật một lần nha. Hạ miệng ra, hít hơi vào. Cảm nhận đuôi mình nổi lên trên mặt nước. Bắt đầu nhấn cái gót chân xuống, thả lỏng cái cổ chân của mình, không có gồng cổ chân, giữ thẳng chân, hạ xuống, thở ra bằng mũi. Thấy hai lớp xoáy không? Làm lại cho anh. Hít hơi vào, ngậm miệng lại, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Cố gắng tập cái bài này thêm khi mà có thời gian ha. Rồi tới phiên em, cũng vậy nữa. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Nè, hai cái chân của mình phải cân đối ngay giữa, hạ đuôi xuống nè, thở ra bằng mũi, tạo ra hai lớp xoáy. Nó phải có lực. Nếu mà cái chân em thấy nặng quá thì em nhấn gót xuống cho nó dễ nha.
Rồi anh cho hai em 6 điểm. Rồi bắt đầu hai em này kiểm tra tiếp. Cái đuôi của bạn Candy xích qua để bạn làm coi. Làm lại, hai em làm lại. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Tiếp, tiếp. Rồi lần cuối cùng. Rồi hai em vẫn chưa tạo được lốc xoáy đều nhau. Anh cho 6 điểm luôn. Bây giờ nâng đuôi lên, hít hơi vào nè. Nhấn gót chân xuống. Thở ra bằng mũi, phải hai lốc xoáy không? Rồi em tập lại nha. Hạ miệng ra, hít hơi vào, nín thở lại. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, nhấn gót chân xuống. Rồi em cũng vậy. Nâng đuôi lên, hít hơi vào. Khi hít hơi vào, ngậm miệng lại, người mình sẽ nổi lên, đợi cái đuôi nổi lên ngang mặt nước. Hạ đuôi xuống, nhấn gót chân xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra hai lốc xoáy. Đúng không? Có giận giận rồi đó. Rồi, bắt đầu làm lại đi. Hạ miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Nhấn mạnh xuống. Được một lốc xoáy nè, bên đây chưa đều nè. Là hai cái chân của em nó bị khập khiễng. Hai cái chân của em phải nằm song song đều nhau, khép sát chân lại. Làm lại, hạ miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại. Thở ra bằng mũi, hạ đuôi xuống. Ok, ra được hai lốc xoáy rồi đó. Tiếp tục. Kiểm tra hai đội, hai bạn này. Rồi nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy nha. Hai em tạo ra được 3 lốc xoáy rồi đó. Hai lần nữa. Được 1 lốc xoáy à. Rồi anh cho đội này 6 điểm luôn. Cũng không tạo được 2 lốc xoáy bơi đều nhau. Rồi nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Còn Sophia em làm được không? Rồi làm thử một mình em coi được không? Em là người cá có level rồi đó. Rồi tốt, tạo được hai lốc xoáy. Còn bạn em làm chưa được thì em hướng dẫn cho bạn em làm đi, 6 điểm. Rồi hai bạn này, hít vô bằng miệng. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. Wow! Hai bạn này giỏi quá à. Chúc mừng nha. Một lần làm được 4 lốc xoáy luôn, tiếp tục. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi trong nước. 4 lốc xoáy tiếp, bạn Luna có khả năng làm người cá trainer hướng dẫn rất tốt nha. Tiếp tục. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. 4 lốc xoáy lần nữa, 10 điểm. Yeah. Quá giỏi. Có đuôi cá rồi kìa. Có da cá bikini rồi kìa. Rồi, còn hai em này, 4 em này anh kiểm tra lẹ luôn. Nhanh lên. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống. Tạo ra 4 lốc xoáy. Làm lại, anh cho cơ hội mấy em làm đều nhau một lần nha. Tiếp, chưa được. 3 lốc xoáy à. Tiếp, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở nhẹ ra bằng mũi. Thôi. Xin chia buồn cùng các em. Đội của em 6 điểm. 9 điểm đi. Làm không có được. Đi. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra hai lốc xoáy. Giờ Ben làm được nè. Mà hồi nãy Ben kết hợp làm với bạn không được. Hai em làm rất tốt nhưng mà quá lơ đà. Vẫn 3 lốc xoáy à. Thôi thua đi mấy em 6 điểm.
Bây giờ tới đội của bạn Thai. Bắt đầu nha. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy nha. Yeah, 4 lốc xoáy. Tuyên đã thấy 4 lốc xoáy. Tiếp, nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy. Em phá của mấy bạn hư quá hai đứa ơi, không được phá, để cho mấy bạn tập. Còn hai lần nữa đó làm lại. Nâng đuôi lên, hạ miệng ra, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi. 1, 2, 3. Lần này là không được. Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Nâng đuôi lên, hít hơi vào, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi, tạo ra 4 lốc xoáy. Wow, lần này cũng không được. Rồi, cho đội em 6 điểm. Cơ hội chỉ đến một lần khi thi sự kiện. 1, 2, 3. Rồi, nghỉ ngơi 5 phút. Chuẩn bị vô bài tập thứ 3. Candy kèm cho Quỳnh Anh nha. Quỳnh Anh xách cái đuôi qua, xách cái đuôi ra ngoài nước. Cảm ơn chị mang bộ đồ cho bé nha. Đã đi vội quá. Ok. Rồi ra em hướng dẫn cho bạn 3 bài cho đúng. Rồi anh cho em kiểm tra nha. Bài thứ nhất là đứng lớp the tree khởi động. Tiếp theo là tạo 2 lốc xoáy trong nước. Tiếp theo là làm sắp người lại. Rồi kết hợp bơi. Đúng rồi. Anh sẽ chấm điểm em kèm bạn như thế nào? Đi qua đây rồi bơi đi. Cái này mấy em nó còn nhỏ, em cũng đừng có tranh chấp với mấy em, nó còn nhỏ lắm. Nhường mấy em nhỏ đi rồi mấy em đi bơi đi, không sao đâu. Bé đừng nói bậy bạ, đi qua bơi. Đừng nói bậy, ơi không có được nói bạn như vậy. Không. Bây giờ mấy em nó có trước không à? Nhưng mà mình không nói có nên. Con nói bị đê được lắm mất. Nó ba đứa bị đê. Thì anh cũng bị đê à. Ồ, đúng rồi á, mấy anh nét con chửi trong con rồi xuất chung xong rồi con chửi. Nhưng mà mấy anh đó muốn nói gì nói, mấy em mà nói lại là mấy em. Cái anh đó đó, nói đó lần tiên đó đó. Đi. Mày, có muốn mất kiến ở đâu em? Xong rồi á, nói á, muốn mất kiến của người ta. Nhưng mà em thấy không, mọi cái sự mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột là từ em mà ra đó Tai à. Em nên cẩn thận với lời nói của mình, đừng có quan trọng mấy lời nói của người ta. Người ta muốn nói gì nói, em lo tập trung bơi. Em không có nói gì ảnh hết á. Nãy giờ là em tập bơi từ bên đây với các bạn mà em chạy qua đây để em chơi. Rồi em kiếp chuyện với người này người kia, còn lôi kéo mấy bạn này theo nữa. Đi qua bên kia tập luyện đi. Qua kia tập luyện nhanh lên.
Bet, đi tập luyện Bet. Tập luyện người cá. Để còn cứu thiên nhiên động vật nữa. Em rảnh quá. Nói chuyện đôi co với mấy bạn làm gì? Anh kiểm tra Quỳnh Anh và Candy nha. Kiểm tra cho em hả? Quỳnh Anh và Candy, Quỳnh Anh này. Đúng rồi. Thả miệng ra, hít hơi vào, gặp người lại, nâng eo lên, duỗi thẳng người lên, thở ra bằng mũi. Làm đúng 3 lần đều đẹp. 1 2 3 Cha. Bạn Quỳnh Anh lắc bằng cái mông hay cái bụng vậy ta? Anh tưởng cái mông là cái bụng, cái bụng là cái mông. Trời ơi, đẹp quá em ơi. Cho em 6 điểm nha. Nó giỡn thôi, cho 8 điểm. Hai bạn làm chưa có đều nhau. Với lại lúc mà cái eo của em nâng lên á, Candy làm. Candy gặp người lại nè. Hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi nâng eo lên, duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Thấy bạn ấy làm không? Rồi em nè. Rồi bạn này làm cũng tốt nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy không? Rồi. Ồ. Rồi, 8 điểm nha. Rồi, bài tập thứ 2, tạo hai lớp xoáy trong nước, hai người cùng một lúc ngồi xuống đây làm. Anh kiểm tra luôn. Rồi, hai em vô ngồi làm đi. Ngồi phía bên này nè Candy. Rồi anh kiểm tra hai em luôn. Quỳnh Anh và Candy qua đây phía này ngồi. Ở đây anh chỉ thấy bạn Luna có kỹ năng training tốt á. Abraham nãy giờ em không có training được cho bạn nào á. Thôi anh sẽ kiểm tra. Trời ơi, Mimi sao bữa nay giống Na Tra dữ vậy em? Bữa nay Na Tra nhập em hả? Giống Na Tra y chang luôn à. Candy, ngồi lên. Anh chấm điểm cho em luôn. Candy, em không có kèm cho bạn để thi gì vậy? Vô thi mà em ăn hoài vậy? Em làm người cá kiểu gì mà? Còn em nói nhiều quá. Em xích qua giùm cái. Em đi kèm cho bạn của em đi. Thì kèm tiếp đi. Ngồi xích qua. Nâng đuôi lên. Hạ miệng ra, hít hơi vào, nâng đuôi lên nổi ngang mặt nước, hạ đuôi xuống, thở ra bằng mũi trong nước, tạo ra hai lốc xoáy. Hai em phải làm được 4 lốc xoáy thì anh sẽ cho mấy em điểm 10. Làm 3 lần nha. 1 2 3. Tiếp. 1 2 3. Em có cố gắng á Quỳnh Anh, em làm cũng gần được rồi đó. Tiếp tục đi. Quỳnh Anh tốt lắm. Candy em làm không được, còn Quỳnh Anh làm được. 1, 2, 3. Quỳnh Anh lần này làm không được. Anh cho mấy em cơ hội thi lần nữa nha. Làm 3 lần đều nhau nha. Tạo ra được 4 lốc xoáy nha. 1, 2, 3. Tiếp, hai lần nữa. Tiếp lần nữa. Rồi anh cho đội của em 8 điểm. Bởi vì làm chưa có đều, ổn định. Rồi bây giờ tập tiếp cái bài thứ 3, xoay người lại đi nè, giống như mấy bạn nè. Xoay người lại giống Luna nè mấy em. Hít hơi vào, nín thở lại, nổi người lên, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Ủa em hả? Ô, em làm tốt vậy đó hả? Ai kèm cho em mà làm tốt vậy? Giỏi lắm. Em là người cá mi đúng không? Người cá mi rất xuất sắc. Tiếp tục nha. Bạn
thi được thì bắt đầu vô thi luôn. Bài tập ở phần thi thứ 3 này là thả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, úp mặt xuống nước, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3 rồi thở ra bằng mũi. Ok. Đúng rồi. Em nào không nghe rõ? Em nào không nghe rõ? Tất cả các em nghe rõ hết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh sẽ cho thi nha. Ở ngoài cùng thi trước. Sao cho mượn mắt kiến không đeo? Rồi bắt đầu nha. 1, 2, 3. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên, lắc một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, làm liên tục như vậy 3 lần cho anh. 1, thở ra bằng mũi. Phải làm đều nhau mới có điểm nha. Rồi còn 2 lần nữa. Hai bạn làm đều luôn. Còn 1 lần nữa. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Hai em làm không có đều nhau nên anh cho đội của hai em 5 điểm. Đội tiếp theo nha. Hai em bắt đầu làm nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. 1. Nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, cùng nhau ngẩng mặt lên. Hai em mà làm đều nhau là được điểm tuyệt đối. Rồi làm 3 lần nha. Bắt đầu 1, 2, 3. Giống như là hai bản copy luôn. Dán tóc cũng dán tóc cùng một lúc nữa. Cười cũng cười cùng một lúc, gỡ mắt kiến cùng một lúc luôn à. Rồi, anh cho đội hai em 7 điểm. Tại hai em làm đều nhau. Làm đều nhau nhưng mà chưa có nhịp nhàng nên cho 7 điểm đó. Rồi, đội tiếp theo là đội nào? Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, làm đều nhau mới có điểm tuyệt đối. Rồi bắt đầu anh đếm, lần thứ nhất, lần đầu tiên nè, 1, 2, 3, bắt đầu. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sao em không nâng eo lên? Nâng cái mông lên. Rồi, đội của em làm không có đều nhau lắm, anh cho 5 điểm. Tới phiên đội của Luna. Hít hơi vào, nổi người lên, ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên. Rồi, bắt đầu, thi, 1, 2, 3. Của Mimi và Đan Thảo. Hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên. Hai em ráng làm cùng nhau một lúc nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Hai.
bởi vì anh không có thấy mấy em lắc eo nha. Nhưng mà mấy em làm cũng đều đều nên anh cho 7 điểm. Tới phiên đội của Ben và Abraham. Hết hơi và úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Lắc eo, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi bắt đầu bây giờ thi thiệt này nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Của Abraham lắc rất là đẹp, còn cái eo của Benjamin Benjamin là thấy giống như là cái tấm thớt vậy đó, chưa có bà đẹp bằng nên cho 8 điểm. Rồi tới đội của người cá tay, bây giờ hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, nhớ hít hơi vào để nổi cái đuôi lên ngang mặt nước rồi mới lắc đuôi nha. Bắt đầu anh cho thi nè. 1, 2, 3, bắt đầu. 3 cái thôi đó. Điểm nè, hai em làm cái đuôi không có đều nhau lắm nhưng mà cũng được thì anh cho 8 điểm luôn, tại em này lắc đuôi rồi, em mới lắc đuôi, em làm không có đều bằng bạn. Ừ, hai em phải làm bơi đều với nhau chứ nè. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi nha, làm cùng nhau một lúc nha. Rồi, bắt đầu vô nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Chấm điểm hai em nha, cho đội của hai em 6 điểm, bởi vì không có đều nhau lắm, 6 điểm à. Rồi kết thúc luôn phần thi thứ 3 nha. Rồi bắt đầu vô cái phần thi chính thức. Các em ơi, bơi giải lao 5 phút chuẩn bị vô phần thi chính thức nha mấy em. Đây. Ở phần thi thứ tư này các em đã có số điểm riêng cho mình hết rồi đúng không? Rồi bây giờ các em hãy chọn đồng đội một lần nữa cho mình, một người bạn bơi cùng với em. Rồi đã tìm được đồng đội rồi, ra qua bên đây ngồi. Không có phải bơi nhanh, bơi đều và đẹp. Anh Tây Hồn ơi, vậy là số điểm của bên cộng cho số điểm của em là sao? Số điểm của Ben cộng vô số điểm của em không tính. Hồi mà thi lấy quà thì coi người nào trong hai em mà bơi thắng điểm cao nhất là lấy một người ra tặng quà. Em được 8 điểm rồi, 8 điểm. Rồi nhiêu điểm nữa? Hết rồi, có 2 điểm. Phần thi thứ 3 của em đâu? Có 3 phần thi mà sao em có 2 điểm? Bài khởi động lớp cho em. Vậy em đứng lên hỗ trợ bạn cái phần tập để lấy điểm phần thi thứ nhất coi. Tập khởi động. Khởi động người khác biết không? Tập để cho bạn đó lấy điểm. Mấy em chọn đồng đội rồi vô ngồi hết nha. Mấy em phải có đủ 3 phần thi để có được tổng số điểm. Bắt đầu Tuyên sẽ cho thi chấm điểm cho bạn Tài, bởi vì bạn Tài đến trễ.
đứng sát lại em ơi, duỗi thẳng tay lên, đứng sát lại nữa. Rồi thả miệng ra, hít hơi vào, gặp người lại, nâng eo lên, duỗi thẳng người ra, thở ra bằng mũi. Bắt đầu nha, 1 2 3 nha, làm 3 cái đẹp cho anh coi nha. 1 2 3 bắt đầu. Hai lần rồi, anh chấm điểm của tay nè. Em không có nâng eo lên mà em cứ nâng bụng em lên hoài, em làm sai rồi, nhưng mà anh cho em 6 điểm. Về mà tập lại nha. Hồi nãy điểm của em có rồi. Để tổng cộng điểm của em là 25 điểm. 20 điểm. Bây giờ 20 điểm rồi đúng không? Các em ơi, các em chọn đồng đội xong chưa? Rồi, các đồng đội hãy nắm tay nhau cho Tiêu Anh biết đi. Nắm tay nhau để biết là một đội cho Tiêu Anh biết. Các em nhớ hết các số điểm của các em rồi đúng không? Em 6 điểm, em 7 điểm. 3 vòng thi nãy giờ cộng lại điểm đi. Nãy giờ thi có thi đâu, nãy giờ có thi. Em không nhớ là cho em 0 điểm. Em tự nhớ nha. Cộng 3 vòng thi lại coi bao nhiêu điểm hết rồi. Rồi các đồng đội vô với nhau hết đi rồi thi nè. Em đang thiếu người bơi chung hả? Bây giờ thi phần thi thứ 4 đi nha. Tôi đếm 1 2 3, ai không vô là kết thúc. Những đội thi đi qua theo anh qua bên đây. Bơi theo chiều dọc cái hồ này nha, bơi đồng đội nha. Ủa, một đám đi bơi đồng đội. Đúng rồi. Đúng rồi là chọn cái nào? Đơn. Bây giờ anh sẽ dùng ký hiệu tai giống như ở tuần 16 anh đã hướng dẫn. Em không coi thì em không biết. Vậy thôi bây giờ mấy em không muốn anh dùng ký hiệu tai thì mấy em phải nghe rõ nha. Chúng ta sẽ bơi 5 vòng cái hồ này, bơi dọc nha. Bạn nào bơi đều, đẹp sẽ được cộng điểm cao nhất. Lắc đuôi một cái thôi. Mấy em nghe rõ nè. Bơi á, hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, xong rồi lắc đuôi. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi rồi kéo tay ngẩng mặt lên nha. Lắc đuôi một cái thôi. Chúng ta sẽ bơi 5 vòng. Đội nào bơi đều và đẹp giống như phần thi thứ 3 hồi nãy sẽ được thắng điểm tuyệt đối là điểm 10. Kỹ thuật giống như ở phần thi thứ 3 nhưng mà có phần kết hợp tay vào. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, kéo tay, ngẩng mặt lên. Ok, mấy em rõ chưa? Làm đều nhau nha. Bây giờ anh chỉ cặp nào thì cặp đó bơi ra trước nha. Rồi bơi qua đây. Bơi qua bên kia rồi hoành về 5 vòng không dừng lại, nghe rõ không mấy em? 5 vòng không dừng lại nha. Không dừng lại kìa. Đúng rồi. Cho em đi vệ sinh cái đường hôm em mắc tiểu. Mắc tiểu hả? Được. Vậy sao bây giờ em đi? Rồi bây giờ mấy em nào chưa hiểu rõ thì hỏi Tiêu Anh lần nữa. Ai em nào mà mắc vệ sinh thì đi đi, rồi hoành lại đây thi. Nghe rõ hết chưa mấy em? Các em nhớ rõ nha, Tiêu Anh mà chỉ đội nào thì đội đó ra bơi nha.
Đội nào mà Tuyên không chỉ là không có ra nha. Nhớ đừng làm sai nha, làm sai cũng không điểm luôn nha. Nè, coi Tuyên chỉ nè. Tuyên chỉ vô em. Rồi Tuyên lấy hai ngón tay đưa về mắt của Tuyên, nghĩa là em hãy chú ý vào Tuyên. Rồi Tuyên giơ ngón tay lên hỏi ok. Em nói là em hiểu rồi thì em trả lời lại với Tuyên bằng dấu ok. Yeah, Quỳnh Anh giỏi lắm. Tìm ra đồng đội hết chưa? Oh, xin bà, xin chào bạn Cathy. Sao em vô trễ vậy? Mấy bạn ơi, giới thiệu với mấy bạn, đây là người cá Cathy. Bạn ấy đến trễ quá, bây giờ không có đội cho em rồi. Mấy bạn có đội hết trơn rồi, thôi em bơi chung với mấy bạn luôn nha. Thì bây giờ qua đây anh nói nè. Bây giờ bơi 5 vòng cái hồ này, hít hơi vào nổi đuôi lên ngang mặt nước, nín thở lại, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở nhẹ hơi ra bằng mũi, rồi kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào nha. Thì hôm nay em vô để em tập luyện, thì em training đi, em bơi 5 vòng nhẹ nhàng thôi ha. Thì em sẽ là người bơi sau cùng, còn mấy bạn sẽ bơi trước. Anh chỉ bạn nào thì bạn đó sẽ bơi ha. Rồi xong hết chưa mấy em? Bơi khởi động đi mấy em, chuẩn bị trước khi vô thi. Đúng rồi, khởi động đi, lặn xuống đi. Mừng các em đến phần thi thứ tư. Rồi bây giờ Tuyên sẽ chỉ đội nào đội đó thi trước nha. Rồi hai em bơi đi. Luna và Iris sẽ bơi trước 5 vòng. Mấy em để ý Luna và Iris bơi kìa, rất đều và chậm nha. Bơi đều và chậm, không bơi nhanh sẽ bị mệt nha. Tiếp theo Ben và Thai đều và chậm, hai người bơi đều nha, kéo tay cho đúng. Tiếp theo Sophia, Quỳnh Anh và Cathy, ba bạn sẽ bơi cùng nhau đều và chậm, đừng bơi nhanh sẽ bị mệt nha mấy em, 5 vòng lận đó. Tiếp theo Mimi và Đan Thảo, bơi đi mấy em, bơi không nổi hay sao? Bơi chậm thôi, hai em bơi đều chậm thôi mấy em, đeo mắt kính vô bơi đều chậm thôi. Mấy bạn bơi được thì em cũng bơi được. Tiếp theo đội của em nha. Rồi lên đi em, đều và chậm 5 vòng. Rồi em đi, đội em 5 vòng, bơi qua đây với mấy bạn nè. Thấy không, em xuống nước em lặn quá. Rồi tiếp theo đội của hai em cuối cùng. Em mắc kính vô bơi. Mình vô, mình làm người cá là mình phải bơi chung với mấy bạn, bơi chậm và đều thôi. Rồi đi đi mấy em, đều và chậm, đều và chậm, anh sẽ xuống để kiểm tra luôn.
Ok. Anh sẽ xuống chấm điểm á. Đi đi, đi đi. Được rồi. Bây giờ các bạn thấy được làm người cá sướng ghê chưa? Đến với câu lạc bộ tiên cá của Tiun, các bạn được bơi, được chơi, mua có bộ đồ người cá, mà có hả ekip quay phim, dàn dựng cảnh, quay clip, thi sự kiện, tặng quà. Quá đã rồi, trên thế giới còn nơi nào làm được như vậy giống Tiun nữa hả các bạn? Tiun vừa là tiên cá được thế giới công nhận, vừa sản xuất ra đồ bơi tiên cá, trên thế giới làm gì có đơn vị nào làm được, đúng không nào? Không thể nào, chỉ có Merman Tiun mới làm được điều đó thôi. Và mục đích chính của việc làm này là mang đến một tương lai tốt đẹp cho các bạn, cho thiên nhiên và động vật trên toàn thế giới này, để xóa đói giảm nghèo, để mang đến tình yêu thương đến tất cả muôn loài. Ai làm được như vậy? Merman Tiun. Và chắc chắn là câu lạc bộ tiên cá của Tiun sẽ phát triển trên toàn thế giới. Và cái thương hiệu Merman Tiun sẽ là thương hiệu hàng đầu trong việc thiết kế thời trang dành cho người cá, thời trang của tương lai. Vì tương lai các bạn sẽ phải tập thích nghi dưới nước. Ai không sống được dưới nước sẽ chết. Đó là thời đại của người cá và tiên cá, là điều chắc chắn. Băng ở hai đầu cực đang tan rất là nhanh. Trái đất thì nóng dần lên mỗi ngày. Các bạn thì xây dựng nhà cửa mỗi ngày, sống trong cuộc sống tạm bợ của người thường, rồi chết, rồi bệnh, rồi ăn uống dơ bẩn, làm chuyện cấu uế, không thanh tịnh. Chết đi vẫn phải khổ, còn làm người cá tiên cá rồi, 3000 thế giới chào đón. Tương lai tươi sáng đang chào đón. Làm chủ được thân tâm ý, làm chủ được cả vũ trụ này, và thậm chí là đa vũ trụ. Các bạn đang học cách hiểu được chính mình. Hiểu được chính mình thì sẽ hiểu được người khác, và liên kết mọi thứ lại với nhau. Và phải luôn giữ được tâm thanh tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh thì sẽ sinh ra vọng tưởng, những suy nghĩ sai lầm. Đó là lý do các bạn phải tập làm chủ hơi thở của mình được trong nước. Hiểu được cơ thể của mình thì bạn mới có thể điều khiển được nó thật sự, có thể kiềm chế được sự nóng giận, sự ham muốn, sự ích kỷ, sự xấu xa. Nói chung là những cái tiêu cực của mình, mình đều có thể dẹp bỏ được. Nếu mình không hiểu được cơ thể của mình thì mình không loại bỏ được nó, mình bị lệ thuộc vào nó. Bây giờ người thường bị nô lệ vô cái miệng nhiều lắm, là cái gì cũng muốn ăn, thích ăn thịt động vật. Tại sao vô trong bụng đều như nhau cả thôi mà phải thích ăn con này con kia, làm khổ người ta, làm khổ động vật như vậy? Hôm nay các bạn đệ tử người cá của Tiun tập luyện cái phần thi này, phối hợp cùng với nhau để các bạn hiểu được bản thân mình và hiểu được cái bạn bơi bên cạnh của mình. Các bạn đang tập cách quan sát chính mình và người khác để nhận ra những sai lầm của mình mà tu sửa. Đó là trong kỹ thuật bơi đặc biệt của Tiun. Đó là những kinh nghiệm mà Tiun đã đi qua. Đó sẽ là hành trang đưa các bạn đi đến con đường trở thành tiên cá nhanh nhất. Vậy tại sao các bạn chưa chịu tập luyện để trở thành một người cá thực sự, để có thể tiến hóa thành tiên cá? Cứ sống như người thường đi, cuối cùng cũng sẽ chết hết, rồi lại tái sanh, rồi lại bị đạ địa ngục, rồi lại mang thân con vật này con vật nọ. Đúng rồi, Chúa tạo ra động vật để cho các bạn ăn, rồi các bạn phải nghe lời Chúa, các bạn mới được lên thiên đàng. Còn nếu các bạn không nghe lời Chúa thì các bạn lại trở thành con vật để bị người khác ăn thịt. Các bạn cứ nghĩ là ăn thịt động vật là sẽ dễ dàng như vậy sao? Các bạn ăn thịt người ta được thì người ta cũng ăn thịt các bạn lại được chứ. Đó là sự công bằng. Và chắc chắn là ăn thịt động vật đều có tạo nghiệp cả, tạo một cái nghiệp ác rất là lớn mà các bạn chưa hình dung ra được. Chỉ có khi nào các bạn trở thành cái con vật đó, các bạn mới hiểu được cái nỗi khổ đó là gì. Thế giới này là như vậy. Và không chỉ có một thế giới các bạn à, rất nhiều thế giới. Chỉ khi nào các bạn trở thành tiên cá, có được khả năng thiền định, giải thoát, các bạn sẽ biết được tất cả. Một giờ ở thế giới này, các bạn có thể sống hàng tỷ năm ở thế giới khác. Kinh nghiệm là bao la, vô cùng tận. Thời gian và không gian không là gì cả đối với một tiên cá. Nhưng các bạn mang thân thể nhục dục này, các bạn đến với thế giới này, các bạn thức tỉnh được, các bạn sẽ nhận ra mình không phải mang cái thân này. Và các bạn chưa học được cách kiểm soát được thân tâm ý thì các bạn chưa nhận ra được điều đó.
bạn vẫn lệ thuộc vào nó, nó sẽ làm khổ bạn. Thế giới này là thế giới của dục vọng. Cõi này gọi là cõi dục, nghĩa là nhờ dục mà tạo ra cái thân thể này của mình. Mình sẽ bị dục chi phối. Nếu vượt qua được dục, các bạn sẽ thành tiên rồi sao? Các bạn đừng sợ, giống nòi của con người không được duy trì trên hành tinh này. Làm người cõi trời thì khó, chứ làm người cõi dục thì quá dễ dàng. Bởi vậy trên thế giới này toàn là người thường không à, nên đa số người ta chọn làm người thường. Làm cái việc bình thường nhất là sinh sản để duy trì nòi giống, để làm một cái cầu nối để đưa chư thiên ở các cõi khác đến đây, hoặc là đưa các loài quỷ dữ, các loài ma đói đến đây đầu thai tái sanh để hại thế giới. Đó là như vậy, thế giới này là như vậy. Các bạn chưa thức tỉnh được đâu, nếu không thể trở thành người cá. Lời của Phật nói đã quá nhiều, Chúa cũng đã nói quá nhiều. Hàng ngàn năm nay rồi, có bao nhiêu người đã làm được những điều lợi lạc cho thế gian này, hay đang làm cho trái đất ngày một trở nên tồi tệ hơn, và thậm chí là đang đi vào thời kỳ tận thế. Con đường trở thành tiên cá là dễ dàng nhất, các bạn không làm thì thôi, Tiêu Ân cũng bó tay. Còn các đệ tử của Tiêu Ân hôm nay đến với Tiêu Ân có duyên, các em sắp thức tỉnh rồi đó, cố gắng lên nha. Thấy em được 19 điểm đúng không? Rồi em được nhiêu điểm? Em được 2, em có tiền hả? Em nhiêu điểm? Hồi nãy em thi là cặp với chị này, bây giờ em gặp với người ta. 3 vòng là bao nhiêu? 3 vòng hồi nãy em cho em nhiêu điểm? Lúc đầu là em không có thi, vòng thứ nhất em không có thi. Vòng thứ 2, 6, em vòng thứ 3. Rồi cho em vòng thứ nhất là 6 điểm, em cũng không thi vòng thứ nhất. Là cộng đi bao nhiêu điểm? Là 6 làm 3 em có 3 con 6 luôn hả? Mấy con 6? Không đi đâu tại lúc cái vòng thứ nhất em không thi. Rồi vòng thứ hai nhiêu? 6. Vòng thứ 3? 6. Là 12 cho em luôn vòng thứ nhất là 6 điểm. Rồi em nhiêu? Rồi 18 nhà 19 đúng không? Rồi cộng điểm nhanh lên em ơi. 29 29 19 là 43. Cái gì vậy? Điểm của em 29 rồi. Em 29, bạn này nhiêu? 19 rồi em nhiêu? 3 vòng thi em lại nhiêu? Hồi lát anh hỏi là em 3 vòng thi em nhiêu điểm? 29 luôn đúng không? Giống Luna hả? Ba vòng thi em nhiêu? Cái vòng này là bao nhiêu vậy? Anh chưa cộng ba vòng thi nãy em nhiêu? Anh trước thi em là 41 nha. 19. Hai đứa cũng khó. Điểm của em thôi. Điểm của em là 21. 21 em nhiêu? Em 20. Rồi em nhiêu? Em nãy rồi đó, nó giữa em đâu. 19. Ba vòng thi nãy là em 18 điểm nha. Rồi nãy em nhiêu? Nãy em với bạn anh ra 23 vòng đầu tiên hả? Dạ 25. Rồi em nhiêu? 3 vòng hồi đầu. 2 vòng à? Nó gọi đi. Vòng hồi nãy em bao nhiêu điểm? 7 điểm. Hả? 7 điểm. Rồi em là 18 điểm đúng không? Em nhiêu? Em là 20 điểm. 20 điểm, 18 điểm. Em 20 điểm. Rồi, mấy em đội nào ở vòng thi thứ tư đâu? Đồng đội em đâu? Aris với lại Luna. Aris với Luna, đội này được 10 điểm. Yeah. Rồi. Hai em, đội hai em được 10 điểm luôn. Đội hai em bơi coi, hai cái đầu cùng ngóc lên một lúc. À, nhịp đuôi đều, đội em 10 điểm luôn. Điểm. 8
điểm. Tại hai cái đầu của hai em không có đều nhau, 8 điểm. Cái đầu đều nữa chứ. Đội hai em 8 điểm. Rồi đội hai em đây là đội em đâu? Đội hai em. Không. Tính điểm riêng của từng em. Hai bạn Quỳnh Anh là cái vòng này hai bạn bơi không có đều nhau nên cho hai bạn 8 điểm luôn. Ok. Rồi bây giờ các em tự cộng điểm lại đi. Rồi ở đây có bao nhiêu bạn được 39 điểm, nhanh lên. Rồi. Ở đây có những bạn nào trên 30 điểm giơ tay lên. 30 điểm qua thi chung với nhau lần nữa đi. Vô. Trên 30 điểm vô thi với nhau một lần nữa. Em được nhiêu điểm? Em bao nhiêu? Cộng lại trên 30 điểm không? Cộng lại nhiêu? Hả? 32 điểm. Em được 32 điểm rồi, vô luôn. Em được nhiêu điểm? Vậy em đi về luôn đi. Bạn Thai có trên 30 điểm không? Bạn Thai ở nhà luôn đi. Rồi đâu, trên 30 điểm đâu? Em có trên 30 điểm không? Qua đây lẹ lên. Đâu những bạn thi trên 30 điểm đâu, nhanh lên. Em có trên 30 điểm không? Nhiều. Mai mốt đi thi nhớ đi sớm, đi vô có đồng đội mà tập nha. Đi trễ quá không có đồng đội tập. Trên 30 lại đây hết. 1 Luna, Benjamin, Candy, rồi ai nữa? Quỳnh Anh. Rồi. Em nào trên 30? Hai em luôn hả? Chị của em đúng không? Rồi. 2 5 4 5. Bây giờ năm bạn sẽ có phần thi cho năm bạn. Ở đây có hai phần quà. Là một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Và một chiếc xe hơi điều khiển từ xa. Trong năm em, hai bạn thắng cuộc sẽ được chọn quà. Đúng rồi. Bạn nào đầu tiên sẽ chọn món quà đầu tiên. Phần thi này nghĩa là năm em sẽ bơi. Đuôi đi. Bơi đuôi. Hai bơi đuôi con chơi là bơi đuôi là con chơi với mấy con này là con chơi. Đúng rồi, bơi đuôi mà. Hai bơi với năm hai, bơi. Đua nhưng mà ba vòng mà. Đúng rồi. Bơi đua 3 vòng. Mấy em có 3 động tác: lắc đuôi 1 nhịp, lắc đuôi 3 nhịp và lắc đuôi 5 nhịp, tùy mấy em chọn. Giải thích thêm cho các bạn được rõ là sự kiện hàng tuần là Tiêu Anh tổ chức thi mỗi cái cách khác nhau để phát triển được tư cách, tài sản, các yếu tố cần thiết cho các bạn người cát. Thì tuần này là các bạn phải hỗ trợ bạn bè của mình bơi và chấm điểm. Thì bạn nào có nhiều điểm nhất cộng lại cuối 4 phần thi là những bạn có số điểm đạt yêu cầu thì bắt đầu thi thêm lần nữa để giành những phần quà hấp dẫn trong sự kiện của ngày hôm đó. Nên các bạn người cá nào mà bỏ lỡ sự kiện thứ 7 hàng tuần thì các bạn đã bỏ mất một cái kỹ năng trở thành tiên cá, một cái kỹ năng sống đặc biệt của một người cá cần phải có. Rồi bây giờ tôi đếm 1, 2, 3 là bắt đầu thi nha. Dạ chưa, tôi nơi bên phải tháo tôi ra bên lại rồi không? Được. Vậy là sẽ có 7 bạn thi đúng không? 7 bạn trên 30 điểm chứ không phải là 5 bạn đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 điểm được thi. Anh nói trên 30 điểm nghĩa là 30 điểm cũng được thi, hiểu không? 5 vòng nha mấy em. À, quên. 3 vòng nha các em. Ba vòng. Bắt đầu đếm. Đúng rồi. 1, 2, 3. Bắt đầu.
hai vòng rồi đó Luna, em còn một vòng nữa. Ben cũng được hai vòng rồi đó, cố lên Ben. Ok em, bye bye em. Ben hai vòng rồi đó, tiếp đi Ben. Vòng thứ ba nhanh lên. Candy hai vòng rồi đó, cố lên đi Candy. Bơi một nhịp hoặc là ba nhịp thôi, anh đã hướng dẫn rồi. Chúc mừng bạn Luna đã hoàn tất ba vòng về đích đầu tiên. À nãy em bơi ba nhịp hay một nhịp? Bơi năm nhịp. Bơi năm nhịp luôn đúng không? Ok, tốt. Thở nước tiếp, không được dừng lại, không thôi hư phổi. Thở nước chừng nào thấy khỏe thì thôi. Chúc mừng bạn Ben. Bạn Ben đã hoàn tất 3 vòng về thứ hai. Thở nước. Tới chừng nào khỏe thì thôi, nhanh lên Ben. Ben và Luna là người chiến thắng rồi đó. Ben và Luna là người cá chiến thắng. Nhưng mà Ben về trước em rồi. Em về 3. Nhưng mà anh sẽ có giải khuyến khích cho em, đó là ống thở. Ủa, sao tôi không xài nó ra nữa? Tion xin công bố phần thưởng của ngày hôm nay. Người giải nhất được quyền chọn lựa một trong ba món quà: xe hơi, máy bay và ống thở nước loại siêu cấp nhất. Ống thở nước có thể lặn xuống nước, nổi lên mà không bị nước vô trong miệng. Cái này xịn hơn cái mặt nạ. Cái mặt nạ rườm rà lắm. Cái này bỏ vô giỏ nó dễ đem đi, nó dễ. Mặt nạ bự chà bá đem đi đâu. Để Luna chọn chưa? Luna chọn đi. Rồi vậy công bằng hết trời đúng không? Có cho anh chị Ben nào không thử nước thì mình tập. Bắt tay kiểu người cá, kiểu người thường. Đây, đi nè. Đây, đi nè. Bye. Bye. Ê, người cá mà chào là chào vậy nha. Chào giống như vuốt nước nha. Thank you, Ben.